Hiện tỉnh Gia Lai đang vào mùa khô, vì vậy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, bơm tưới cho cây trồng của người dân tăng cao. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động lên kế hoạch, giải pháp cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có gần 340 công trình thủy lợi với năng lực tưới trên 50.000 ha cây trồng các loại. Tổng diện tích gieo trồng của tỉnh ước đạt gần 500.000 ha. Trong đó tập trung chủ yếu vào các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, tiêu, mì. Theo đó, việc bảo đảm nguồn điện phục vụ cho nhu cầu bơm tưới trong cao điểm mùa khô hàng năm luôn được Công ty Điện lực Gia Lai đặc biệt chú trọng. Gia đình trồng cây công nghiệp ở khu này thì nói chung là rất cần về nước và điện. Thế là hai cái quan trọng nhất cho cây công nghiệp. Trong mấy năm trở lại đây thì nói chung nguồn điện của Điện lực Yagrai cung cấp điện rất ổn định. Khi mà xảy ra sự cố gì mà điện và cái số điện thoại chăm sóc khách hàng thì Điện lực Yagrai đã cho người đến sửa chữa mà xử lý sự cố ngay. Nói chung là điện bơm tưới là rất là ổn định cho sản xuất cây công nghiệp. Theo dự báo của Công ty Điện lực Gia Lai, công suất cực đại của tỉnh Gia Lai vào mùa bơm tưới đạt khoảng 230 MW. Sản lượng điện đạt khoảng 4,73 triệu kWh một ngày. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để bảo đảm cấp điện phục vụ cho nhu cầu bơm tưới mùa khô và kiểm tra nâng cấp lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho người dân. Đặc biệt nghiêm túc và quán triệt rất chặt chẽ trong việc kiểm tra lưới các trạm biến áp 110. Và chúng tôi đã tiến hành là chườm tất cả các thiết bị trọng yếu trong trạm như máy biến thế, cáp, tức là các của bộ, và phát hiện các nguyên nhân sự cố và đã khắc phục triệt để. Ngoài ra chúng tôi cũng duy trì một lượng công nhân nhỏ trực truyền thống. Nếu giả sử như có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi có thể xử lý sự cố kịp thời. Tuy vậy, để góp phần cùng ngành điện cung ứng đủ điện trong mùa khô 2020, thì sự phối hợp, hỗ trợ của các khách hàng sử dụng điện là hết sức quan trọng. Khách hàng cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí đối với các thiết bị điện, dụng cụ điện sinh hoạt gia đình và hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm.